Chip ơi, chip à, chip bấm sao, bấm thêm tự mà xem tự nào. Chip bấm làm sao? Ồ, chip không ngậm, chip bấm mà, có để bấm mà, có để bấm chứ. Chip bỏ ra đi, chip bỏ ra đi, chip bấm đi cho mẹ xem tự nào. Chip bấm sao? Bấm. Rớt rồi, giờ làm sao đây? Rớt rồi. Chip nhặt lên đi. Chip nhặt lên đi nè. Mẹ biết rớt rồi mà chỉ phải nhặt lên chứ. Chip nhặt lên kìa, bị rớt rồi kìa. Chip nhặt lên đi, chip nhặt lên, chip bấm cho mẹ xem thử nè. Chip nhặt lên đi, chip nhặt cái điều khiển lên đi. Chip nhặt cái điều khiển lên đi cho mẹ nè. Rồi chip bấm đi. Nhanh lên. Nhanh lên. Mẹ biết rớt rồi nhưng mà mình phải nhặt chứ. Đâu mất tiêu rồi. Đâu mất tiêu rồi, không rớt xuống như này rồi nè. Chip lượm lên đi, chip nhặt lên đi. Nhanh lên. Bấm, biết được, mẹ biết bấm rồi nhưng mà mình phải có điều khiển mình mới bấm được. Mình có điều khiển mình mới bấm được nha. Thì đây rồi, đây nè, hắn rơi đây rồi nè, hắn rớt đây rồi nè. Hắn rớt đây rồi nè. Nhanh lên.